Xin chào các bạn đã đến với kênh Kỹ năng Thực học. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái mẫu template dành cho cái phần mềm dựng phim Adobe Premiere Pro. Và đây nó là cái mẫu kỷ niệm đám cưới trình bày rất là đẹp mắt và cổ điển và cái đậm chất vintage. Và đây nó là một cái bộ sưu tập trình chiếu ảnh cưới rất là thanh lịch và cái mẫu Premiere Pro tuyệt vời với phong cách cổ điển vintage. Và những cái hoạt ảnh văn bản đơn giản và những cái cảnh quay trực tiếp hoặc là những cái video mà các bạn ném thẳng vào. Và cái cảnh quay trực tiếp tuyệt đẹp được quay riêng cho bạn và bạn rất là dễ sử dụng với 39 cái chỗ giữ hình ảnh, video và 10 lớp văn bản có thể chỉnh sửa lại cái tiêu đề nội dung. Và đây nó là một cái cách tuyệt vời nhất để thể hiện những cái lễ cưới, ngày lễ tình nhân, lễ đính hôn, kỷ niệm, khoảnh khắc lãng mạn và những dịp đặc biệt. Và những cái ảnh bạn bè và ảnh gia đình, và nó gây ấn tượng với khán giả của bạn và khách hàng của bạn bằng cái mẫu Premiere Pro được thiết kế cực kỳ đẹp mắt và hoạt ảnh đầy thanh lịch và đậm chất điện ảnh vintage này. Và cái điều đặc biệt của nó là không cần plugin, và nó hỗ trợ cái Premiere Pro này, nó hỗ trợ cho bản CC 2019 trở lên, độ phân giải của nó là 1920x1080. Thì khi mà xem xong cái video này, các bạn nào muốn sở hữu cái mẫu này để mà sử dụng cho cái video cho khách hàng của các bạn, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tôi trên Zalo hoặc là trên Facebook. Cái mục thông tin của tôi có ở trong cái mô tả video và mô tả kênh. Mà để sử dụng cái mẫu trình chiếu đám cưới kỷ niệm cổ điển thì các bạn nhấp chuột vào cái thư mục ở đây. Và các bạn vào thẳng cái folder Wedding Memories. Và đây thì nó có cái mục Wedding Memories là cái tốc độ gen video nó nhanh, đấy, faster render. Đó. Và cái hiệu ứng ấy, nó xử lý nó cái hiệu ứng nhanh hơn, và đây là cái mục thường. Và các bạn sẽ nhấp chuột vào cái một trong hai cái mục này để các bạn tiến hành vào thẳng cái giao diện cái mẫu nó đã thiết kế sẵn. Và khi mà các bạn đã có cái template mà thiết kế sẵn này thì các bạn chỉ việc nhấp chuột kéo thả vào video, dự án video mà các bạn đã chọn. Kéo thả cái video hoặc là hoạt ảnh hoặc là những cái hình ảnh các bạn đã chọn sẵn. Và đây là cái giao diện của cái mẫu kỷ niệm đám cưới cổ điển. Và các bạn có thể thấy ở đây là cái nội dung tiêu đề nội dung đầu tiên. Nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa lại cái tiêu đề ở đây là cái Our Wedding Day thì các bạn nhấp chuột thẳng vào cái màu xanh ở đây. Và ở đây nó là cái Our Wedding Day, nó là cái khu vực text, và các bạn nhấp chuột thẳng vào cái khu vực ở đây là các bạn có thể thay đổi. Như vậy là cái sửa lại cái tiêu đề đã thành công. Và các bạn quay về cái mục editing ở cái thanh timeline ở đây và các công cụ timeline, và các bạn kiểm tra lại cái hiệu ứng text các bạn đã vừa chỉnh sửa. Đây nó là một cái bộ sưu tập trình chiếu ảnh, nó rất là đẹp mắt và thanh lịch, đậm chất cổ điển, mang phong cách cổ điển, và nó thiên vào cái gam màu vintage, nó khá là đẹp mắt. Và đây là cái scene số 2, và các bạn sẽ nhấp thẳng chuột vào đây. Ở trong đây thì nó sẽ có các cái hoạt ảnh và cái mục, và các bạn có thể bắt đầu tiến hành import những cái bức ảnh ở đây. Đầu tiên thì các bạn ở đây có tất cả là 14 cái bức ảnh trong một cái khung hình ở đây, thì các bạn sẽ nhấp chuột dần vào từng cái bức ảnh một. Và đây thì các bạn sẽ chọn cho mình một số những cái bức ảnh. Ở đây thì tôi chọn sẵn một số bức ảnh. Và đầu tiên thì các bạn ở cái thanh timeline này thì các bạn vào cái số picture 01, pictura là picture 1 là bức ảnh số 1. Và các bạn sẽ nhấp thẳng chuột vào đây mà các bạn sẽ tìm đến một bức ảnh để các bạn ném thẳng vào. Các bạn sẽ ấn chuột thẳng vào cái khu vực ở thanh timeline cái project ở đây, thì các bạn sẽ ấn vào cái mục mà scan to frame size. Và các bạn sẽ dùng cái con trỏ và các bạn sẽ scan thẳng trực tiếp ở đây, và các bạn sẽ linh hoạt mà lựa theo cái góc khung hình bố cục ở cái này tùy theo cái thẩm mỹ của từng người. Và như vậy là một cái bức ảnh đầu tiên đã được import và thành công. Và các bạn sẽ nhấp chuột vào cái khu vực scan 02 work, và các bạn sẽ vào một mục ảnh số picture 02,
Các bạn có thể thấy ở ở đây cái bức ảnh này nhỏ nó được import và thành công là cái một cái bức ảnh đấy, và tiếp theo là cái pixel thứ hai. À, cứ thế kéo thả rồi import và vào sẽ nhấn vào mục scan to frame size và sẽ scan rộng bức ảnh ra toàn hình, và sẽ lại về cái mục scan to frame group để tiếp tục sử dụng tiếp cái những cái bức hình tiếp theo. Ở đây thì nó có tất cả là 14 cái 14 cái bức ảnh ở trên đây, và tiếp theo là cái bức ảnh số 3, và cũng như là cái bước 1 và bước 2 thì các bạn sẽ nhấp chuột thẳng vào cái những cái khu vực ở đây và kéo thả cái bức ảnh sang và tìm xuống scan to frame size, và các bạn sẽ nhấp chuột, các bạn sẽ linh động di chuyển cái ảnh theo cái bố cục. Đó, các bạn có thể thấy là một số cái bức ảnh đã được import và thành công. Và ở đây thì tôi ví dụ tiếp theo là một cái hiệu ứng tiếp theo. Ở đây thì đương nhiên là khi mà các bạn import những cái bức ảnh thì là nó sẽ hiển thị hết cái khu vực chuyển động ở đây, và sẽ chuyển nó xem nó sẽ tự động chuyển cảnh sang một cái hiệu ứng khác. Và ở đây là cái tên của cô dâu và chú rể. Thì cũng như là cái bước tách đầu tiên ở cái kỷ niệm ngày cưới, thì các bạn nhấp thẳng chuột vào cái khu vực màu xanh ở đây và các bạn thay đổi là cái giao diện nội dung chữ. Các bạn có thể thay đổi nội dung chữ ở đây. Đó, các bạn có thể thấy là cái nội dung chữ text, cái mục text ở đây đã được thay đổi theo cái nội dung của mình, và hiệu ứng đã được chuyển tiếp rất là đẹp mắt. Tiếp theo ở đây thì một cái bức hình 1, 2 và một số bức hình ở đây, thì các bạn sẽ nhấp thẳng chuột vào cái project ở đây dưới đây, và sẽ hiển thị ra tất cả ở đây là có những cái mục có tất cả những bức hình ở đây, thì và các bạn sẽ nhấp chuột vào các cái khu vực tương ứng ở đây để các bạn là import kéo thả bức ảnh vào. Các bạn có thể linh động là những cái bức ảnh này nhiều cái khu vực ảnh ngang, thì các bạn có thể lấy những cái ảnh dọc mà các bạn có thể scan tùy theo cái các bạn có thể scan rộng ra. Đó, như vậy là cái bức ảnh ở đây đã được import vào. Đó, các bạn có thể thấy. Và nhấp tiếp theo vào cái mục Picture 16, và các bạn sẽ lại kéo thả những bức ảnh nào mình đã chọn. Ở đây nội dung nó là một cái khung hình dọc. Các bạn có thể thấy là nó hiển thị và cái cách trình bày của nó rất là đẹp mắt. Và tiếp theo thì nhấp chuột vào cái khu vực tiếp theo ở đây, và các bạn sẽ nhấp chuột vào cái hai cái mục là 17 và 18. Cái cách làm này nó hết sức là đơn giản và dễ, và quan trọng là các bạn có mẫu để sử dụng cái này để sử dụng cho những cái dự án video và hình ảnh của mình. Đó, các bạn có thể thấy là nó rất là đẹp mắt. Đây nó là một cái hiệu ứng slideshow video trình chiếu ảnh, nó cực kỳ đẹp mắt và nó mang phong cách cổ điển. Các bạn có thể thấy. Tiếp theo là cái mục Picture 18. Đó, từ một cái hình ngang mà mình scan dọc ra nhìn có vẻ nó rất là thú vị và nó có sự khác biệt nhất định. Đó, các bạn có thể thấy là cái bức ảnh đã import vào thành công. Và
cái hiệu ứng mà trình chiếu ở cái đầu video mà tôi đã giới thiệu cho các bạn, mà cái hiệu ứng thì các bạn có thể thấy, cảm nhận được cái phong cách của cái mẫu template kỷ niệm đám cưới cổ điển này. Thì cái video mà tôi giới thiệu và chia sẻ với các bạn cách hướng dẫn sử dụng cái mẫu template trình chiếu kỷ niệm đám cưới cổ điển, thì cái video tôi chia sẻ với các bạn đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.